Tôi mong ước họ đủ. Đang ở sân bay, nghe một người phụ nữ chia tay với mẹ. Khi họ nghe thông báo chuyến bay, họ ôm nhau và người mẹ nói: mẹ yêu con và mẹ muốn con đủ. Con gái trả lời: mẹ ơi, cuộc sống của chúng ta bên nhau đã là quá đủ rồi. Tình yêu của mẹ là tất cả những gì con cần. Con cũng muốn mẹ đủ. Rồi họ ôm nhau và cô con gái rời đi. Người mẹ đi ngang qua và tôi thấy bà sắp khóc. Tôi đã cố gắng không nhìn bà ấy, nhưng bà ấy đến và hỏi tôi: cô ơi, cô đã bao giờ nói lời tạm biệt với ai đó khi biết rằng cuộc chia tay này có thể là mãi mãi chưa? Vâng, tôi đã từng. Tôi trả lời bà như vậy. Xin lỗi phải hỏi, nhưng tại sao lời tạm biệt này có thể là mãi mãi? Tôi là một bà già và con tôi sống rất xa. Thực tế là chuyến đi tiếp theo của con tôi có thể sẽ là cho đám tang của tôi. Bà ấy nói như vậy. Tôi nghe cô ấy nói: con muốn mẹ đủ. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Bà mỉm cười và nói với tôi: đó là một khát khao mà chúng tôi đã truyền lại trong gia đình. Ba mẹ tôi từng nói điều này. Bà ấy dừng lại, giống như nhớ lại một điều gì đó rất vui mừng. Sau đó bà mỉm cười nhiều hơn. Khi chúng tôi nói: tôi chúc bạn đủ, chúng tôi muốn con cháu có một cuộc sống đầy đủ để hạnh phúc. Vì vậy, con tôi đã chia sẻ điều này với tôi như thế và ghi nhớ nó. Chúc bạn đủ nắng để giữ tinh thần tỏa sáng. Chúc bạn đủ mưa để biết trân trọng ánh mặt trời hơn. Tôi chúc bạn đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn của bạn an nhiên. Tôi muốn bạn đủ thử thách để làm cho những niềm vui nhỏ bé dường như lớn hơn. Chúc bạn kiếm đủ để đáp ứng nhu cầu của mình. Chúc bạn đủ mất mát để biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi mong bạn đủ chào đón để chịu đựng những lời tạm biệt. Rồi bà rơi nước mắt và bước đi. Các bạn thân mến, chúng ta nói mất một phút để tìm thấy một người đặc biệt, một giờ để biết trân trọng họ, một ngày để yêu thương họ, nhưng cả đời để nhớ họ. Dành thời gian để sống và trân trọng mỗi giây phút từng ngày. Và tôi ước tất cả chúng ta đều đủ. Cang Huỳnh, Lược Dịch. Trích từ trang Facebook Nguyễn Hạnh.